say xong từ khi pháp thuộc. Tại vì sao em ra đứng đây, hay vì anh trông như khắc Việt nên em định nghỉ cách cửa anh. Mua xe đạp ra đứng dình, các anh đeo lại đâu mất rồi. Mình tuy đứng quay lưng nãy giờ, đừng có nghĩ anh không để ý. Vừa quay ra sao tay em lại co lên. Đừng làm như đang ôm cái vai trời không rét đâu, thấy anh cụp tay không. Mình cùng nhau đi mua cái xe mà em đứng cười để chờ anh mua. Dù em khôn nhưng anh cũng khôn, lấy xe rồi anh phóng ngay ra đường. Mà cho máy xe đang phóng nhanh tự nhiên bóp phanh rồi bị em to. Ra bậc thềm ngồi, em ơi thằng kia áo vàng, cho anh sờ tay phát nào. Tại vì sao không cho anh sờ, hay vì anh không mang áo vần nên em ngồi xa góc bên kia. Khi anh mặc sang áo vần thì em cho sờ như đúng rồi. Rồi đến lúc anh thay áo này thì em cứ quay đi là sao. Ngoài vai ra sao không cho sờ vào tay. Để anh đưa cho em cái sao rồi em sẽ đi với anh phải không? Mình lại đưa nhau ra chỗ kia, mặc lại áo kia rồi lại lướt nhau. Tại sao khi em đang hát hay mắt em lại cứ ngó ra xe đạp? Rồi tự nhiên anh sang chấp lên rồi em nhớ lại về đường thanh niên. Trước tiên toàn ra đứng im hát như thằng niên, nhìn mắt em như đang đói ăn. Vì sao cứ định sờ là quay đi, thò tay ra anh qua chúng em. Thế nhưng vì sao vẫn không cho sờ, chẳng hiểu sao em như